Chào các bạn đã đến với kênh, tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu với các bạn là một cặp cái nha các bạn. Một con cái xin và một con cái mành Mỹ các bạn. Đây là cái mành Mỹ nè. Tai lớn nha, sải tích nghiêm chỉnh, không lan giá. Rúng dài, yểm dây cui, bật gu, chân móng hoàn thiện, đó móng sò. Cái mành Mỹ này tầm 15 tháng tuổi nha các bạn. Tầm 15 tháng tuổi nha. Bật gu nè, chân móng đồ hoàn thiện các bạn, bật gu chân móng đồ hoàn thiện nha, bật gu chân móng đồ hoàn thiện đó. Hai cái tay chà bá luôn, gu bật nè, hai cái tay chà bá luôn, gu bật nè các bạn đó. Hai cái tay chà bá, gu bật, chân móng sò kiền khú, chân móng sò kiền khú nè các bạn. Yếm dây cui, rúng dài, không lan giá đó. Tay lớn, hai cái tay các bạn không, y hai cái quạt nè, bật gu nè. Cái mành Mỹ tơ này thì chủ báo giá là 24 triệu các bạn, 24 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn, mình comment dưới màn hình video nha, mình comment dưới màn hình video. Cái mành Mỹ tơ chủ báo giá là 24 triệu các bạn, 24 triệu. Tài lớn, sải tích nghiêm chỉnh, bật gu, rúng yếm nghiêm chỉnh. Các bạn thấy cái này vú không? Lông đuôi một chùm. Quyền bò, không lan giá nha các bạn. Lông đuôi một chùm, quyền bò, không lan giá. Tài lớn, đòn dài. Giá 24 triệu, tầm 15 tháng tuổi các bạn. Yếm về cui. Cao nè, đo cận cảnh cho anh em thấy luôn. Chiều cao 1m22 bò các bạn, chiều cao là 1m22 bò, 1m22 bò nè, ngang ngón tay nè anh em, 1m22 bò, sải tích nghiêm chỉnh, không lan giá, cao 1m22 bò, đích cao 1m28 bò các bạn, đích cao 1m28 bò, bò tầm 15 tháng tuổi các bạn, bò tầm 15 tháng tuổi, bò tầm 15 tháng tuổi các bạn. Chừng móng sò kiền khú hết các bạn, chừng móng sò kiền khú hết. Tài lớn, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh, đòn dài, bật gu, không lan giá nha. Đó, con này sau này lên cái mẫu đẹp nè các bạn. Xương cối. Đó, cái mành Mỹ này thì chủ báo giá là 24 triệu các bạn, 24 triệu. Còn đây là cái sinter nè các bạn. Cái sinter con này thì chủ báo giá là 19 triệu các bạn. Gác nọc sin được 1 tháng 13 ngày các bạn. Gác nọc sin được 1 tháng 13 ngày. Bật gu luôn nè. Rúng dài, yếm dây cui. Sải mặt, sải lưng đồ nghiêm chỉnh. Con này to tàn dữ lắm các bạn. Chân móng đồ hoàn thiện nè. Chân kiền khú luôn các bạn. Đỏ, quyền một màu. Bò này đỏ, quyền một màu nha các bạn. Đỏ, quyền một màu. Yếm dây cui, bật gu. Sải tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Sải tích đầu nghiêm chỉnh hết. Xe mặt nè, xe lưng đồ nghiêm chỉnh, quyền một màu nha các bạn. Gác lọc sinh 1 tháng 13 ngày. Cái center này nha các bạn. Rúng chiền nè. Đó, quyền một màu, không lan giá nè. Chân kiền khú nè các bạn. Đó, chân kiền khú nè. Đó, chân kiền khú. Móng sò. Đòn dài. Đó, sải tích nghiêm chỉnh các bạn. Đồ cận cảnh anh em thấy luôn. Đây. Cái sinter này cao 1m25 bò các bạn, 25 bò. Cái sinter này cao 1m25 bò. Đít nè. Đít là cao 1m34. Cái sinter này cao 1m25 bò, đít cao 1m34, giá 19 triệu các bạn. Giá 19 triệu. Gác lọc sin được 1 tháng 13 ngày các bạn. Gác lọc sin được 1 tháng 13 ngày. Gác lọc sin được 1 tháng 13 ngày các bạn. Rúng yếm đồ nghiêm chỉnh nè, bật gu nè, sải tích nghiêm chỉnh nè. Quyền một màu nè. Cao 1m25 bò, đít cao 1m34, giá 19 triệu. Các lọc sinh được 1 tháng 13 ngày. Rúng yếm sải tích đồ không lan giá nha các bạn. Đòn dài nè. Quyền một màu. Chân móng hoàn thiện kiền khú luôn, một chùm lông đuôi luôn các bạn. Một chùm lông đuôi luôn nha các bạn. Giá 19 triệu. Bò này tầm 16 tháng tuổi các bạn.
vào tầm 16 tháng tuổi. Anh em nào, bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video nha. Đó, rụng yếm sái tích đầu nghiêm chỉnh hết các bạn, giá 19 triệu cái sinter này các bạn, 19 triệu, gác độc sinh một khoảng 13 ngày các bạn, gác độc sinh một khoảng 13 ngày, cao 1m25 bò, đích cao 1m34, giá 19 triệu, gác độc sinh được một khoảng 13 ngày.